Phân tích đa thức thành nhân tử. A mũ 3 cộng 4A bằng trừ 29A cộng 24. Thì ở đây các bạn hãy sử dụng máy tính để hỗ trợ bằng cách là các bạn bấm phương trình bậc 3 một ẩn. Được chưa? Thì ở đây nó sẽ ra được rằng 3 nghiệm. Một nghiệm thứ nhất là 1, nghiệm thứ hai là 3, nghiệm thứ ba là trừ 8. Thì các bạn nhớ đến kiến thức nha các bạn. Đây là kiến thức nha. Đây là dạng bậc 3, đó là AX mũ 3 cộng BX bình cộng CX cộng D sẽ bằng nè. A, viết là hệ số trước X mũ 3. A nhân X trừ nghiệm thứ nhất là X1 nha. X trừ nghiệm thứ hai và X trừ nghiệm thứ 3. Được chưa? Vậy tương ứng ở trên mình sẽ có bằng nè. A của cái hệ số trước đây nè là 1 nè, vậy là 1 nhân A, ở đây x của mình tướng là A trừ nghiệm thứ nhất, x trừ nghiệm thứ hai, x trừ nghiệm thứ ba, trừ trừ thành cộng. Được chưa? Đây là cách thứ nhất, cách 1 nha. Cách 1 đó là dùng máy tính. Được chưa? Cách 2 thì các bạn cũng dùng máy tính Casio, nhưng các bạn có thể dùng máy tính Casio hoặc là các bạn nhẩm nghiệm. Thì mình thấy mình nhẩm nghiệm được rằng có một nghiệm bằng 1, đúng không ạ? Các bạn nhẩm nghiệm đi ạ. Các bạn thế 1 vào cái biểu thức này. Thì mình thấy rằng có một nghiệm là 1. Vậy mình viết lại đề nè. A mũ 3 cộng 4A bình cộng 4A bình trừ 29A cộng 24. Rồi các bạn kiểm tra lại đề nha. Rồi khi mình đã nhẩm nghiệm được rằng một nghiệm là 1 thì các bạn dùng sơ đồ học nè. Sơ đồ học nè. Đó. Thì như sau, thì ở đây tương ứng A đúng không ạ? Thì ở đây A nè. Nghiệm sau đó các bạn sắp xếp nè, hệ số trước nó nè, bậc 3 là hệ số trước bậc 3 là 1 nè, hệ số bậc 2 nè, hệ số bậc 1 nè và hệ số bậc 0. Và đây chính là nghiệm mình mới bấm, đây là nghiệm các bạn mới bấm nè. Đây. Được chưa? Rồi các bạn nghe kỹ bước này nha các bạn. Rồi, số đầu tiên hạ. Sau đó nhân ngang cộng chéo, 1 nhân 1 cộng 4 ra 5. Tiếp tục nhân ngang cộng chéo, 1 nhân 5 ra 5 cộng cho trừ 29 ra là trừ 24. Tiếp tục nhân ngang cộng chéo thì ra 0. Nếu kết quả cái số cuối cùng này là số 0 thì các bạn giải đúng nha, giải đúng. Còn nếu mà không phải là số 0 là các bạn giải sai các bạn. Rồi, vậy cái biểu thức mình viết lại như sau, đó là A mũ 3 cộng 4A bình trừ 29A cộng 24 sẽ bằng. Thì là viết sai ra, đó là A trừ nghiệm thứ nhất. Đây, cái số 1 á, hồi nãy cái 1 á. Sau đó các bạn nhìn vào những cái hệ số sau đây. 1, 5, trừ 24. Rồi, bắt đầu nè. 1, đây, mũ 3 thì các bạn hạ xuống còn mũ 2. Tiếp tục cộng 5A trừ 24. Được chưa ạ? Sau đó các bạn phân phối vào. Thì mình sẽ có bằng nè. Đó, bằng A nhân cho A bình cộng 5A trừ 24 trừ 1 nhân A bình cộng 5A trừ 24. Sau đó tiếp tục các bạn cũng phân phối vào. Đó, vậy bằng A mũ 3 cộng 5A bình trừ 24 A trừ A bình trừ 5A. Nhớ nhân dấu trừ trong đổi dấu. Được chưa? Đó, vậy là các bạn giải. Giờ các bạn chỉ cần chép từ trên xuống dưới là xong.